anh đánh lên mùi ấy thì em biết đâu không được á, bao nhiêu tiền mình cũng trả, cái giá thì mình cũng đồng ý hết. Ok, thế bạn cho mình một set nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ một lúc nữa mình sẽ qua lấy. Dạ, ok, cảm ơn bạn nha. Ok, à, cho một trà sữa 30% đường nữa nha. Rồi mình cảm ơn. Ok rồi em ơi. Ơ, trà sữa không topping à? Ơi. Trà sữa không topping à? Không, quán trà sữa đấy là auto có topping em ạ. Anh chỉ giảm cái lượng đường xuống thôi. Ok. Thì là lúc mà anh ship đến đấy thì không biết anh có lên nhà em ăn cùng được không nhỉ? Tại vì hôm nay mai anh cũng được họp đấy mà không biết làm gì. À, anh có một chai rượu vang siêu ngon luôn. Mới được tặng. Ừ, nhà Nhưng mà em anh có gọi lẩu lẩu suất lẩu bao nhiêu người ấy? lẩu cho 4 người. Em có 2 người bạn đúng không? Thì là 3, anh là 4. Ở thế em lại có 4 người cơ. Tại thế. Thì ý là em có 3 người bạn. 3 người bạn. Ừ. Thì ok, ý là kiểu anh cũng ăn rồi, anh cũng vừa bài vừa đi ăn kiểu ăn đồ nướng rồi ấy. Thì cho anh đến chơi thôi, thì anh có một chai rượu ok không? Thì mình qua nhậu. Chai? Anh có ý là bạn anh tặng một nhưng mà Ừ. nhà anh sẵn rồi. Anh có ly không? Nhà anh có ly để anh mang thì xong rồi ok thì sang xong rồi nếu mà em uống thuốc em thấy ok rồi thì mình lượn lượn là buổi tối Sài Gòn một chút nhá. Ủa Anh đang biết uống mà. tới Đang uống mà. không gặp em phải luôn phải lại Anh rồi cũng uống mà. gì Em mới là người uống mà. anh mang thuốc sang là khỏi, cái viêm mũi dị ứng này nó cũng không quá là nghiêm trọng đâu mà. Anh nghĩ là vậy à. Em cảm ơn. Hôm nay vào Sài Gòn lúc mấy giờ? Em cũng mới vào lúc buổi sáng đây thôi. Cũng được gần một ngày, cũng gần bằng anh thôi. Cũng lâu rồi đấy. Thế là vào từ buổi sáng. Đúng. Tại vì thật ra anh đã hỏi cái thông tin của em rồi thì em vào từ buổi chiều cơ. Thì sao lại nói dối? Thì anh xem lại cái nguồn tin của anh đi. Anh nắm mọi thông tin trong tay. Em có Anh cần anh đọc, em có cần anh đọc cái số vé máy bay của em không, địa chỉ mấy giờ em đi, cái xe taxi nào về khách sạn mà em đang ở đâu anh nắm trong tay. là người ai ta đấy? người ta thích tôi sẽ tìm cách. Khi nào anh xin đổ sang? Thì một lúc nữa đợi một tí, người ta đang làm nữa mà, tại vì quán đóng cửa rồi. À, anh bảo hay có một cái sự kiện rất là vui của đôi bạn của anh ấy, em có đi không? Nhưng mà Không chưa nhưng biết mặc cái gì. đâu, không nhưng anh chỉ thông Hả? báo, anh chỉ thông À báo thế thôi. à? Mai, ok, chắc là lúc anh nhắn tin giờ giấc nhé, thì anh sẽ qua đón em. Thì tối nay sẽ biết địa chỉ của em rồi, thì mai sẽ qua đón, rồi sẽ đi shopping để mua đồ làm sao cho thích mai. Xong rồi ta sẽ đi. Ok. Ok. Ôi, ok dễ thế, anh cảm ơn. Cục thì bên này bên dưới rất là nhiều bạn kiểu sao ta, kiểu anh cũng khá là yêu quý trên mạng xã hội ấy. Thì À thế bây à? giờ anh đánh lên mùi ấy thì em biết Nghe quen quen thôi, chứ chưa chưa biết là ai. không? Thì chắc là sao quen không sao cả, thì có cơ hội được nói chuyện với em này nó cũng là một cái vô cùng may mắn rồi. Thì cũng chưa giới thiệu thì anh là Liên Bùi thôi, và cũng có rất nhiều bạn là yêu thích bọn anh, yêu thích anh, quên, yêu thích anh ở bên dưới đang comment đây này, thì đang có 15,6 nghìn người đang xem cuộc livestream của chúng ta. Ừ. Của em có bao nhiêu người? Của em có 8.000. 8 nghìn à? Ok. Thì đây các bạn ấy đang cứ khen em đẹp, cứ khen em đẹp trai thế này. Ai Anh Tùng Dương đẹp trai thế này, trông anh Dương trông baby thế này, anh Dương áo trắng soái ca này. Rồi. Các bạn tin ý thật sự đấy. Mọi người có khen anh bên phía em không? có Mọi người nói gì vậy? mọi người bảo là đâu nhỉ, Chắc cũng khen nhiều. người bảo anh Ninh, Anh gì? mọi người bảo anh là Ninh, anh Ninh anh Bùi. Chẳng phải Nick, em chỉ cần lấy cái gương của em ra là em biết là mình đẹp hay không. Chỉ là người khác xác nhận lại thôi. Đôi chắc anh cũng chả phải người đầu tiên khen em đẹp. Đúng không? Từ từ cho anh xin 1 giây để anh cởi. Anh cởi cái thắt lưng, anh không thở được. Anh đang ngồi xổm. Ok. Anh thở được rồi.
thì ngày mai một cái sự kiện rất là vui và anh nghĩ là khá thú vị đấy, thì hy vọng mai Nhưng sẽ mà có. anh đi còn ai không? Có đông không? Anh thì nếu mà được thì em có thể rủ mấy người bạn của em đi cũng được, anh có vé mà, em thích bao nhiêu vé anh cũng mua được. À thế à. Ừ.